Kính thưa quý vị và các bạn, người ta bảo cái nghề luật sư là nghề thầy cãi. Có người thì bảo là hỏi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một luật sư đàn anh. Ông là thạc sĩ luật sư Lê Quốc Hiền, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Hôm qua tình cờ đi lên trên báo Thư viện Pháp luật thì tôi thấy một cái bài hành nghề luật sư là nghề chở đạo. Hay quá, cho nên muốn tặng quý vị và các bạn. Cũng xin cảm ơn Thư viện Pháp luật. Xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Hiền, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Tôi chưa biết anh, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ san sẻ cái bài viết của anh trên cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng là tôi sẽ kết nối được với anh. Hành nghề luật sư là chở đạo. Một tâm tình nhỏ, một chiêm nghiệm, một tâm đắc nhỏ về nghề luật sư. Hành nghề luật sư là chở đạo. Thưa quý vị và các bạn, hồi xưa nhớ có một cái câu mà của một cái người nổi tiếng. Họ bảo rằng dở bao nhiêu đạo, thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà. Trong thời chiến là như vậy, trong thời bình thì như thế nào? Quý vị và các bạn xem tiếp nha. Nghề luật sư có phải là một nghề cao quý hay không? Chúng ta vui mừng biết bao khi một con người đã bị khởi tố, bị bắt giam. Nay nhờ có sự hướng dẫn, tư vấn của luật sư mà người đó được đình chỉ điều tra và trả lại tự do. Có sự hướng dẫn, tư vấn của luật sư mà người đó được đình chỉ điều tra và trả lại tự do. Vui mừng biết bao khi một người bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án tù giam, đến phiên tòa thúc thẩm, nhờ có sự tư vấn tham gia tố tụng của luật sư mà người đó được trả tự do, được tuyên án vô tội tại phiên tòa. Và biết bao nhiêu tranh chấp trên các lĩnh vực hành chính, kinh tế, dân sự, thương mại và trong đời sống xã hội, người dân đang bị chiếm dụng tài sản hoặc ngơ ngác trước một hệ thống cơ quan công quyền, trước một rừng các thủ tục hành chính, doanh nghiệp đang bế tắc trong cách ứng xử với đối tác. Đó là lúc dân và doanh nghiệp đang trong tăm tối, u minh không biết đường đi khi gặp luật sư. Bằng tri thức của mình, luật sư giúp cho đương sự như bừng sáng, thấy được đường đi tới lẽ công bằng, công lý, biết hành xử phù hợp pháp luật, phù hợp với đạo làm người và lẽ đời. Thưa anh, tôi cũng đồng quan điểm với anh. Tôi cũng có những cái phiên tòa mà chỉ cần thông qua ánh mắt, chỉ cần như vậy, tôi đã hiểu được rằng thân chủ, khách hàng của mình muốn gì. Tôi cũng giống như anh, có những phiên tòa sau khi một bị cáo bị tuyên án, một phiên tòa, hai phiên tòa, rồi sau đó được trả tự do tại tòa. Để có được cái sự trả tự do tại tòa, đó là một cái tâm, cái tầm của cái nghề và đánh đổi biết bao nhiêu thời gian công sức của luật sư. Chúng ta tiếp nha quý vị. Từ những thành tựu mà nghề luật sư mang lại cho xã hội như vậy, cho nên có thể khẳng định luật sư mà chúng ta thật sự là một nghề cao quý. Tuy nhiên, các vị luật sư đồng nghiệp, nhất là các luật sư trẻ mới vào nghề, phải thấu được một chân lý: vinh quang bao giờ cũng kèm cay đắng. Đừng bi quan, nản lòng khi gặp cay đắng nghề nghiệp. Bản thân tôi đã qua hơn 20 năm hành nghề luật sư, vinh quang kèm theo cay đắng. Nghề nghiệp chất đầy bao nhiêu điều chiêm nghiệm, bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu điều trăn trở và có bao nhiêu điều xót xa cho nghề luật sư, tưởng như không bút mực nào tả hết. Trong viết nhiều điều trăn trở đó, duy có một điều tôi thấy tâm đắc nhất, đó là quan điểm hành nghề luật sư là nghề dở đạo. Thưa quý vị và các bạn, tôi chỉ có hơn 10 năm thôi, nhưng luật sư đàn anh, luật sư đồng nghiệp này có hơn 20 năm hành nghề luật sư. Trong suốt 20 năm hành nghề, cứ mỗi việc
tôi đã tư vấn, mỗi phiên tòa tôi tham dự xong, dẫu là thành công hay không thành công, điều tôi thường nghĩ và liên tưởng đến đầu tiên là câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Câu thơ này là của Nguyễn Đình Chiểu. Cái đạo mà thi nhân Nguyễn Đình Chiểu đã nêu đây, đó là cái đạo làm người. Và có lẽ ở đời, đó chính là con đường công lý, con đường sáng mà chúng ta theo đuổi. Cũng theo đó, tôi thường chiêm nghiệm, người luật sư chân chính là người luật sư phải có tâm và cái đạo nghề nghiệp. Chữ tâm được nhắc đến ở đây là hàm chứa sự yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Chữ đạo ở đây là chứa sự tinh thông pháp luật, sự hiểu biết sâu xa về công lý và lẽ công bằng trong mọi quy phạm pháp luật, và những hiểu biết sâu rộng trong các quan hệ đời sống xã hội. Một luật sư chân chính càng tinh thông luật pháp, càng hiểu biết sâu sắc và càng cái đạo làm người và cái lẽ ở đời. Cũng theo đó, một luật sư giỏi, một luật sư chân chính là những luật sư trong hành nghề phải có những ý kiến tư vấn xác đáng cho khách hàng về việc phải làm gì, phải làm như thế nào và những việc không nên làm, hậu quả pháp lý và hậu quả xã hội cuối cùng của việc đương sự sẽ làm. Và ở đâu, mọi lúc, mọi nơi, luật sư chân chính đều luôn nghĩ đến việc cùng các đồng nghiệp giữ gìn phẩm giá nghề nghiệp, biết nâng niu những giá trị xã hội mà những luật sư tiền nhân đã gây dựng, biết phát dương quảng đại cho nghề nghiệp và cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Trên thực tế, chúng ta từng gặp đâu đó ở xung quanh còn nhiều điều tiếng về luật sư. Bên cạnh đó cũng có những biểu hiện, những lời ca ngợi về sự tinh thông pháp luật của luật sư. Nhiều khách hàng nghe xong ý kiến của luật sư đã tâm phục khẩu phục. Kết thúc công việc theo ý kiến tư vấn của luật sư, nhiều khách hàng tâm phục khẩu phục, nhiều khách hàng đã thốt lên trước mặt chúng ta: luật sư giỏi thiệt. Mặc dù họ đã trả cho chúng ta thù lao rất hậu hĩnh, nhưng họ vẫn ca ngợi chúng ta. Để đạt được điều này, chúng ta không phải tự mãn, phải liên tục làm giàu kho trí thức và kinh nghiệm của mình thông qua việc học tập. Học tập về đạo đức và ứng xử nghề luật sư. Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề luật sư chỉ ngắn gọn có 27 quy tắc, nhưng trong đó hàm chứa các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực bề ứng xử, và mỗi người luật sư chúng ta phải luôn ngẫm để uốn nắn mình suốt cả cuộc đời. Học tập về chuyên môn luật pháp, học tập về kỹ năng hành nghề. Kỹ năng hành nghề luật sư là một phạm trù nội hàm rất rộng. Học ở trường lớp, sách vở chỉ là một phần. Kỹ năng hành nghề chúng ta còn phải học ở đồng nghiệp, học ở cán bộ điều tra, truy tố, xét xử, và học ngay cả khách hàng của chúng ta mới là một phạm quy xã hội mà chúng ta sẽ gặp trên mỗi bước đường. Hành nghề luật sư là nghề chợ đạo. Với tâm niệm đơn giản và những thấm thía nghề nghiệp mà tôi đã tâm sự nêu trên, tôi tin rằng mỗi một luật sư đang là luật sư và sẽ là luật sư, hãy cố gắng chắc chiêu, dành một chút công sức của mình, trí tuệ của mình, thời gian của mình để cùng nhau vun đắp cho nghề luật sư của chúng ta. Và ngôi nhà chung của chúng ta là Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cùng nhau vun đắp, giữ gìn phẩm giá nghề nghiệp của giới luật sư Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bài này của thạc sĩ luật, luật sư Lê Quốc Hiền, anh là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Hy vọng rằng là tôi sẽ gửi cái video mà tôi làm đến anh, và xin cảm ơn anh về cái nghề và cái nghiệp. Tôi chỉ lấy tâm điểm như thế này: khi bất kỳ một khách hàng nào đó đau đầu, suy nghĩ, lo toan và đến văn phòng luật sư, và khi họ bước ra, một cái nỗi nhẹ nhõm vì gần như một cái kiến thức pháp luật mà luật sư đã song hành với họ. Có thể là những cái câu chuyện tư vấn về miễn phí, cũng có thể là lời tư vấn có phí, cũng có thể là tư vấn dẫn đến sự gặp nhau ở thân chủ khách hàng để đến tiếp tục. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cho họ cái tâm
của cái nghề. Xin cảm ơn anh Lê Quốc Hiền, những cái bài mà chỉ có những luật sư có tâm thì mới có được. Anh dạy cho tôi biết về ứng xử của một luật sư, việc học, ứng xử của luật sư trong cái xã hội vàng thao lẫn lộn. Xin cảm ơn anh và hy vọng sẽ kết nối với anh qua trên phương tiện thông tin truyền thông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trong cái playlist luật sư nổi tiếng của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.